em lên phòng xong rồi khoảng trưa trưa thì bác sĩ mới kêu cho lên gặp em bé. Thì mẹ em với lại chồng em lên gặp em bé. Còn em ở lại với mẹ ruột. Nên mình được tường thuật sao? Mẹ chồng em kể mắc cười lắm, kêu là mẹ bước vô trong cái phòng đó mẹ thấy mười mấy em bé mà không biết sao cái linh tính đó, mẹ nhìn vô cái nôi đó hoài à. Xong rồi mẹ nghĩ cái nôi là cháu mẹ, xong rồi mẹ đi tới thì cái vòng tay á là cái tên của con thiệt, là tên đúng tên thiệt đó. Mẹ kể vậy kêu là hiện tại thì em đang kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng của trẻ và em có hai bé, một bé 9 tuổi, một bé 6 tuổi. Hành trình bắt đầu gần 10 năm. 10 năm chứ gần gì? 10 năm. Thế bây giờ những cái gì xảy ra của 10 năm trước em có còn nhớ không? Dạ cũng còn nhớ. 10 năm trước cái ngày đầu tiên mà mình phát hiện ra mình có em bé trong người á là nó diễn ra như thế nào nè? Cái quá trình của em nó không có giống như người khác chút xíu, là tại vì em có em bé nhưng mà em không có biết á. Tại vì thường thường thì mình có em bé thì mình sẽ không có đến đến tháng, nhưng mà cái trường hợp của em thì 3 tháng đầu thì em vẫn có, em vẫn có đến tháng nhưng mà kiểu nó ít đều hơn. đặn. Dạ đúng rồi, vẫn đủ 3 tháng luôn nhưng mà nó ít hơn chút xíu, cho nên là em nghĩ là chắc là do em nóng trong người á. Xong rồi tới tháng thứ 3 thì em thấy cái cơ thể mình nó hơi bị lạ lạ, nó hơi khác chút xíu, thì em mới nghi ngờ, thì em mới thử mới có, chứ thực sự là tại vì nó vẫn đều cho nên là em không biết được là em có. Rất là nguy hiểm nha. Nha, tại vì có thể là khi mà tới tháng mình vẫn rụng dâu mà lại ít thì mình lại nghĩ là cơ thể mình bị nóng, thì tâm lý là sẽ đi mua nước dừa uống cho nó mát nè. Dạ đúng rồi, đúng đúng rồi. không? Dạ có. Mà mua nước dừa thì nó mát quá, nó ảnh hưởng đến em bé đó. Nhưng mà cái cơ thể của em lúc đó cụ thể thì em biết rằng là nó không bình thường nữa, là trên những cái dấu hiệu nào? Tại vì thông thường là nếu như mà các bạn cứ bình an đón nhận cái việc là các kỳ kinh nguyệt nó cứ đến như thế thì gần như mình sẽ không nghĩ về cái việc là mình sẽ có thai đâu. Thế thì cái linh cảm nó mách bảo em nó nằm ở cái chỗ nào? Nó không có cụ thể á chị, nó cứ bị mơ hồ chút xíu, là cũng có hơi có buồn buồn ngủ chút xíu, cũng có thèm ăn cái này cái kia nhưng mà nó cũng không có phải đáng kể á, nhưng mà cái cảm giác mình nó khác bình thường nhiều quá cho nên là em mới quyết định là thử. Vậy thì cái lúc mà nó lên hai vạch thì em sao? Kiểu em bị hết hồn á, xong rồi mình chưa có định hình lại được là tại vì mình cứ bị mâu thuẫn là tại sao mà vẫn đều nhưng mà tại sao lại bị vậy á, thì cái kiểu hơi bị hoang mang chút xíu. Lo lắng á, chị nghĩ lúc dạ đó em đúng rồi, có phần lo lắng nữa, dạ tại đúng rồi, vì có lo. trong 3 tháng đó mình sinh hoạt bình thường nè, mà cơ thể thì mình nghĩ là nóng, mình uống uống nước dừa nè, rồi có uống thuốc gì không? Dạ có, uống này uống Đó, kia thấy đồ chưa? vô đó, uống nhiều uống lắm. thuốc này thuốc kia bồi bổ sức khỏe đồ Chị lúc rồi. đó còn đi khoe với hàng xóm là em lo cho sức khỏe của em lắm, em có gì là mua thuốc uống liền đồ đó. Đó, Trời ơi. cái đó là bị trước khi kết hôn luôn. Dạ là em phải cưới trước dự định, tại vì dự định là cuối năm cưới nhưng mà bị, cho nên là em cưới trước nửa năm. Xong rồi thì kiểu như là gia đình chồng em cũng đón nhận, mẹ em cũng hay nói là bây giờ chỉ sợ là có con dâu vậy không có cháu thôi, chứ có cháu trước thì tốt quá. Fogima, sắc nước bò bầu đỉnh của chớp. Hay quá. Nhưng mà rồi trong cái giây phút mà lo lắng đó thì em làm như thế nào nè? Em thông báo cho ai trước? Em thông báo cho mẹ chồng em trước. Em chỉ nói cụ thể là vậy thì giờ mẹ con mới thử nhưng mà nó vậy 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 đó. Và bây giờ con thử ra như vậy thì mẹ em kêu là thôi thì có thì thôi tốt chứ đâu có sao đâu. Thì bây giờ sắp xếp thì xong rồi cuối tuần đó luôn là đi về nhà em á để nói chuyện xong rồi xin cưới này nọ. Nhưng mà em có ngay lập tức đi khám không? Thực ra tại thời điểm đó cái vấn đề quan trọng nó không phải là cái đám cưới đâu, cái vấn đề quan trọng là sức khỏe của thai nhi. Dạ có, là hôm Đó. đó là thử được là ngày mai em đi khám liền. Dạ ok, ổn hết, không có vấn đề Vậy gì thì hết. lúc đó em bé đã bao nhiêu tuần rồi? 3 tháng nhỉnh chút. Suốt 3 kỳ kinh nguyệt vừa rồi là thực ra em đã nằm ở trong bụng mình rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vậy thì lúc này là phải là có túi thai rõ nè, tim thai Dạ rõ có nè, mọi thứ đầy đủ thì nó có bình thường như một cái em bé nằm trong bụng mẹ mà đúng cái giai đoạn đó không? Dạ có, bình thường hết luôn. Xong rồi em cũng có hỏi bác sĩ là tại sao cái trường hợp em nó như vậy, thì bác sĩ có kêu là cái này á, trường hợp này thì cũng ít lắm nhưng mà theo bác nghĩ thì nó là giống như là mình còn sót lại thì mỗi tháng nó vẫn ra một ít, kiểu bác sĩ nói vậy. Nói chung là không sao cả. Dạ đúng rồi, ổn Rồi, cảm cảm giác của đối tác của em khi mà biết tin là mình được lên chức như thế nào? ổng mừng tại vì thích em bé mà, cho nên là kiểu như là mừng quá, xong rồi cũng nôn để cưới xong rồi để có em bé chứ không có gì hết. Nói chung là tâm lý em cũng nhẹ nhàng. Dạ lúc đó bụng em cũng to rồi, mà tháng tháng sau sắp xếp là tháng sau là cưới luôn. Em có bị ngán không? Em không ngán gì hết, cả hai đứa luôn, không đứa nào em ngán, nó diễn ra bình thường như là bình thường, chỉ có thèm ăn thôi. Mọi người ơi, ngán không có nghĩa là ói. Em vẫn phải khẳng định lại, em buồn ngủ là em ngán đó. Ngán là mọi cái diễn biến cơ thể nó trở nên khác thường thì được gọi là ngán. Ngán không có nghĩa là phải ói. Dạ, nhớ nha mọi người. Rồi trong suốt quá trình mang thai thì thai kỳ có suôn sẻ hay không? Suôn sẻ bình thường hết mà em khỏe lắm, tới lúc mà đi đẻ luôn thì mới bắt đầu bước vô cái giai đoạn vất vả thôi.
Chà, vậy là cái giai đoạn đẻ nó căng thẳng lắm mà nha. Mệt lắm. Sao nè, căng thẳng như thế nào nè? Thì nó diễn ra bình thường hết, tới lúc mà tới đến ngày dự sanh á, vô trước một ngày, qua ngày hôm sau thì bác sĩ khám á, thì vẫn chưa có nở gì hết, như người bình thường hết. Xong rồi qua thêm một ngày nữa nó vẫn bình thường hết, có nghĩa là lố ngày dự sinh khoảng 2-3 ngày vậy đó. Thì bắt đầu bác sĩ mới kêu là sao hiện tượng này nó rất bình thường hết, thì bắt đầu mới đưa em lên làm mấy cái thủ thuật hết chị, kích thích để cho mình dễ là bằng biện pháp mà đặt cái túi. À, đặt túi. Dạ, đặt túi kích sinh. Dạ đúng, đặt túi bóng. Thì bắt đầu cũng lên đặt, xong rồi vô trong phòng đó là mười mấy mẹ, 20 mấy mẹ luôn, xong rồi nằm để đặt cái túi đó, xong rồi ai cũng đau, ai cũng la hét hoàn, tại vì nó kích cho giống như mở hơi đau cổ tử cung. Dạ đúng rồi, đau quá người ta được đẩy lên chỗ khác rồi mà mình cứ nằm hoài. Và em có đau không? Dạ đau, em đau đổ mồ hôi luôn, em đau em giống như là mờ mắt luôn á. Người ta đi lên hết trơn rồi, còn có lại có 2-3 người à. Vì em nói ủa sao bác ơi, chừng nào tới em nói chưa có mở sao mà lên được. Xong rồi em lại phải ở lại bác sĩ lấy ra. Xong rồi ngày hôm mai em lên lại lần, làm lại lần nữa. Dạ. Thì bác sĩ nói thường là chỉ có một lần thôi là người ta đã lên rồi, mà em bị tới 2 lần. Xong rồi hôm sau em lại lên một lần nữa, rồi tới lúc cũng được đẩy lên. Nhưng mà cái khúc mà đẩy lên á, thì lên trên đó là em tưởng là em phải được sanh rồi, tại vì em đau quá rồi. Xong rồi bác sĩ kêu là ủa ai đẩy ca này lên đây vậy? Em thật chết à, sao tự nhiên cái nói vậy làm em hoang mang quá. Cái gì bác sĩ kêu là ủa cái ca này mới có 3 phân 4 phân gì mà sao đẩy lên đây làm chi, chưa được gì hết trơn trọi. Em sợ quá, em sợ đẩy xuống dưới làm cho em lần nữa. Xong rồi cái bác sĩ cũng cho vô trong đó luôn, nhưng mà nằm ở ngoài đợi. Rồi xong rồi tới tối hôm đó em cũng được bắt đầu dùng biện pháp khác là dục sinh đó chị, là mình nằm trên máy xong rồi người ta tiêm thuốc xong rồi. Đúng rồi. Ấy, dạ. Thực ra là em đã được dục sinh từ lúc em được đặt túi bóng đó. Dạ. Nên là tất cả nhiều phương pháp dục sinh thì trong đó có đặt túi là em đã trải qua rồi. Dạ. Không hiệu quả sau đó tiêm thuốc. Dạ đúng rồi. À, dạ, cảm nhận của tiêm thuốc là như thế nào? Tiêm thuốc đau lắm chị, tiêm xong rồi bị quằn quại, nhưng mà tay chân là đã bị yên ở trên đó rồi, mình muốn trở người cũng không được á, là cứ phải nằm ngửa thôi. Nằm từ 8 giờ tối cho tới 4 giờ sáng phải liên tục chịu đau vậy á. Xong rồi tới lúc mà em giống như là cái tim mình nó mệt á, em bé cũng mệt, thì bác sĩ mới bắt đầu lại là xé túi ối. Bấm ối. Tôi dùng xé nghe ghê quá. Bấm ối. Như để cho em bé tuột xuống, nhưng mà không tuột luôn. Trời ơi. Khoan, bây giờ quay trở lại chỗ này đi. Cái ngày mà em vô em nhập viện á, là thiệt ra là em cứ đi theo đúng cái ngày mà trên cái tờ giấy báo dự sinh. Dạ đúng rồi. Hay là cái cơ thể của em nó có cái vấn đề vô? Em đi đúng giấy thôi, cơ thể mình không có gì hết trơn. Dạ. Sau đó em hỏi là sao tự nhiên em lên rồi mà vậy, thì bác sĩ có kêu là tại vì khám á là cái nhau thai của em nó cái dây rốn của em nó không đủ khỏe để mà cung cấp dinh dưỡng cho em bé được nữa. Cho nên là bắt buộc là em phải đẻ. Kiểu như nó bị vậy. Vậy rồi cuối cùng là mổ. Dạ, lúc đó lên xong rồi xé nó vẫn chưa xuống, rồi bắt đầu mổ cấp cứu. Rồi mổ xong rồi thì không có được gặp con liền, tại vì con còn phải nằm lồng kính đó chị. Dạ. Lúc mổ là em có tỉnh không? Lúc mổ là gây mê luôn. Gây mê luôn. Chụp mê luôn. Vừa bị đau mà phải vừa chụp mê luôn. Xong rồi ra rồi chưa được gặp con, còn hơi bị hoang mang. Vậy thì khi mình mở mắt ra là mình thấy cái gì? Một cái phòng trắng. Dạ đúng rồi. Im lặng. Không thấy con. Dạ, cảm xúc lúc đó là sao? Cảm xúc lúc đó là hơi bị run, tại vì mấy ngày rồi sợ không biết con sao, tại vì bác sĩ kêu là mổ cấp cứu cho nên là nói chuyện với nhau á, cho nên là em cũng hoang mang em sợ. Y tá chị đẩy em ra là em hỏi đúng một câu tới phòng luôn, em kêu chị ơi con em đâu rồi. Ok, là con em cần được bác sĩ chăm sóc, anh phải nằm trong lòng này nọ vậy đó. Thì em cũng hơi hoang mang, em quên cái lúc đó em hơi quên cái đau, tại vì em cứ hỏi là con đâu á. Vậy thì cái người thân đầu tiên mà mình gặp sau khi mình mở mắt ra là ai? À, mẹ chồng. Lúc đó là mẹ chồng đã được gặp con chưa? Dạ, lúc mà đưa em lên phòng xong rồi khoảng trưa thì bác sĩ mới kêu cho lên gặp em bé. Thì mẹ em với lại chồng em lên gặp em bé, còn em ở lại với mẹ ruột. Vậy mình được tường thuật sao? Mẹ chồng em kể mắc cười lắm, kêu là mẹ bước vô trong cái phòng đó mẹ thấy mười mấy em bé, mà không biết sao cái linh tính á, mẹ nhìn vô cái nôi đó hoài à, xong rồi mẹ nghĩ cái nôi là cháu mẹ, xong rồi mẹ đi tới thì cái vòng tay á là cái tên của con thiệt, là tên đúng tên thiệt. Em lên phòng xong rồi khoảng trưa thì bác sĩ mới kêu cho lên gặp em bé. Thì mẹ em với lại chồng em lên gặp em bé, còn em ở lại với mẹ ruột. Vậy mình được tường thuật sao? Mẹ chồng em kể mắc cười lắm, kêu là mẹ bước vô trong cái phòng đó mẹ thấy mười mấy em bé, mà không biết sao cái linh tính á, mẹ nhìn vô cái nôi đó hoài à, xong rồi mẹ nghĩ cái nôi là cháu mẹ, xong rồi mẹ đi tới thì cái vòng tay á là cái tên của con thiệt, là tên đúng tên thiệt đó. Mẹ kể vậy kêu là thấy ghét này nọ, yên tâm đi, thấy cũng khỏe dễ thương không có gì hết thì mình mới yên tâm. Rồi bao lâu thì em mới được gặp con nè?
Hôm sau vậy đó là em được gặp con. Nhưng mà tưởng là vậy là xong rồi, là khỏe rồi, chưa. Em bị sốt chị. Em bị sốt. Xong rồi bác sĩ kêu là em bị bạch cầu cao. Xong rồi là do em không có ra được mấy cái cọng ở trong á chị. Có sót nhau không? Không sót, nhưng mà kiểu như là không có ra được hết. Cho nên là phải hỗ trợ á chị. Xong rồi em phải đi lên trên đó cho bác sĩ hút ra một lần. Phải hút ra nữa. Nhưng mà lúc đó là cũng gây, không có gây mê, nhưng mà hơi vẫn cảm thấy đau. Đau chứ trời. Vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ vậy. Xong rồi sợ quá, mà lúc đó mình mới sinh xong, mình đi không có nổi. Xong rồi phải đẩy xe lăn lên. Nhưng mà lúc nhiều khi cái khúc đó không đi xe lăn được, lại phải đi bộ về. Nhưng mà có con rồi thì đã đỡ đau hơn chút xíu. Rồi em tưởng em được về, nhưng mà chưa nữa. Là vẫn còn sốt nữa. Sau rồi ngày hôm sau lại cho đi lên hút một lần nữa. Tưởng hút xong là xong, nhưng mà còn phải đặt cái ống ở trong để có cái túi nữa. Để đúng cho rồi. Nó ra chị. Thêm một ngày mấy, hai ngày nữa xong rồi mới ổn. Trời ơi, vậy là em rất là tâm lý là lẫn lộn. Dạ đúng rồi. Vừa đau vừa sợ cho sức khỏe của mình nè. Rồi còn tâm lý lo cho con nữa. Thế thì cái giây phút mà lần đầu tiên em được gặp con á, cái cảm xúc của em nó như thế nào? Lúc đó em khóc, quên cái đau luôn. Tại vì miễn đau như vậy, nhưng mà thấy con, tại vì con đầu á chị, thấy con bình an là được. Cũng vui này nọ đó. Nhưng mà lúc đó em lại chưa cho bú được. Tại vì em sốt á, em phải uống thuốc hạ sốt. Cho nó nên... có dễ thương giống như bà nội kể không? Dạ có. Bà nội chụp hình nhỏ, nhưng mà cái mặt có nét, cho nên thấy cũng dễ thương. Với lại con mình là mình thấy đẹp. Bao lâu thì hai mẹ con mới chính thức là được về nhà nè? Em nằm trong đó hình như 6 ngày là em được về. 6 ngày là mẹ con về chung luôn. Câu chuyện về nhà mới lại là một cái câu chuyện khác, một thế giới khác, một cuộc sống khác luôn. Đối diện với những cái việc mà bỉm tả sữa, rồi những cái cơn đau của em nữa, em phải đối diện như thế nào? Thoải mái lắm, tại vì lúc nào tâm lý của mình là về nhà cũng là nhất hết. Mẹ chồng em chăm, xong rồi mẹ chồng có thuê một chị giúp việc để chăm cho em nữa. Cho nên là em chỉ việc ngủ lấy sức rồi cho con bú thôi, còn lại thì có lo hết rồi, cho nên cũng nhẹ nhàng. Chị cũng trộm vía. Dạ đúng rồi, nhẹ nhàng. Rồi còn em bé thì sao, em bé có dễ ngủ không? Dạ trộm vía, khó ngủ. Dễ lắm chị. Tại vì còn mới á, cho nên là em nó mấy tiếng là phải bú một lần, thì đêm mình cũng phải thức dậy xong rồi chăm con thôi, chứ cũng còn nhẹ nhàng lắm. Chịu bú xong rồi ngủ xong rồi chơi chút xíu rồi lại bú ngủ tiếp. Hay quá. Giống như là quá. Bù lại cho cái khoảng thời gian kia. Rồi thế thì em ở chung với mẹ chồng nè, là nó sẽ có một cái thế hệ lớn. Dạ. Và người ta sẽ có cái cách chăm sóc bà bầu giống như là ngày xưa. Thì em có bị mẹ áp những cái điều của ngày xưa vô trong em hay không? Ví dụ như là kiêng cử, nằm than, không gội đầu, không tắm rửa. Dạ có. Nhà bên gia đình bên chồng em là gốc ở Hải Phòng, cho nên là cái lúc đầu mới về làm dâu thì cũng hơi bị không có giống sốc như cái sinh hóa. Dạ đúng rồi, sốc văn hóa chút. Mẹ em cũng bắt là nằm than, nhưng mà em năn nỉ, em kêu đừng cho em nằm than. Em sợ. Xong rồi em chỉ lấy than để mà em hơ con thôi, hơ lá trầu á chị. Rồi với lại dùng mấy cái đơn giản thôi. Xong mẹ cũng không bắt em phải làm giống như là ở dưới quê mình thì miền Tây á, em là gốc miền Tây thì nếu mà em ở nhà ngoại em chắc em là còn nữa đó. Dạ đúng rồi, còn nữa. Tắm gội thì em hôm đó em lén 2 tuần là em lén em gội đầu. Có bị la không? Dạ, hai tuần mà mới lén đó. Dạ. Chứ còn nếu như mà không lén là được, là được chỉ định bao nhiêu lâu? Tại vì em nói mẹ con gội đầu từ lúc mà mới về được một tuần là em nói mẹ cho con gội đầu nha, là đã bị la rồi. Cho nên là cũng dặn cái chị kia là coi chừng em coi chừng lén. Nó gội đầu. Dạ. Coi chừng nó gội đầu á, nó trốn nó gội đầu. Không, tính ra vậy là mẹ chồng rất thương luôn. Tại vì những cái việc đó là giữ cho sức khỏe của em. Thế thì tới với cái bé thứ hai như thế nào? Múc cái tô nhiều rau cho Dương để bác đừng tạo áp lực cho em nó được không? Không nha, cái nước cốt đó nó cũng gây nên chuyện. Mà nha. Mẹ kệ đi, rau cũng được chứ bác vậy, bác làm vậy Dương nó tội nó. Vậy để em gửi thêm là bố mẹ bớt nó muốn mắm lại. Không, mẹ cứ nấu nhưng mà mẹ nhớ chụp hình rau thôi. Cảm ơn em, cảm ơn câu chuyện ngày hôm nay em mang đến cho chương trình. Đầu tiên thì cho em gửi lời đến chị Nhia cũng như là chị Ngọc Lan. Ngày hôm nay thì em rất là vui. Và từ cái lúc mà em mang bầu thì có rất là nhiều khán giả hỏi là khi nào đi quay cái chương trình Chắc Cùng Mẹ Bỉm cùng với chị Ngọc Lan. Thì ngày hôm nay đã thành hiện thực rồi ạ. Tối hôm qua thì em... Ví dụ mình bỏ dấu phẩy đâu vô được không? Mình chậm chậm này mình bỏ dấu phẩy vô về cho biên tập dựng được không? Dạ được. Dạ thì tối hôm qua em không có ngủ được. Tại vì em... háo hức rạo rực để được đi quay chương trình này ạ. Thôi em cứ nói nhanh đi chứ thấy nói chậm có vẻ hơi khó khăn với em. Hơi khó thôi, để chị đi lấy nước. Lấy nước liền nè. Rồi điều đó có nghĩa là mình đang là bà mẹ của mấy em bé, và em bé thì mấy tháng mấy tuổi nè? Dạ thì hiện giờ thì em mới là mẹ của một bé thôi. Và em bé của em là được 4 tháng rồi, và tên ở nhà là Leon.
Lion là con sư tử đó hả? Dạ, mặc dù là đẻ năm cọp nhưng mà em đặt là sư tử dũng mãnh, tại vì em muốn con em sau này là mạnh mẽ và kiểu giống như là lúc nào cũng trong tư thế là tài ba rồi dũng mãnh rồi mạnh mẽ rồi kiểu vậy. À, cho nên là Lion. Dạ. Rồi, vậy thì ngày đầu tiên, lần đầu tiên, thời khắc đầu tiên mà mình biết tin mình mang thai Lion, nó đã diễn ra như thế nào? Dạ, thật ra thì em là một người khó có con. À, thì trước khi mà hai vợ chồng đi quyết định là sẽ để em bé, thả em bé, thì em với chồng em là đi tới bác sĩ Hiền để mà khám trước khi mà thả có con đó chị. Thì một cái tin sét đánh đó nha, bác Hiền nói là cả chồng và vợ là coi như là hai đứa là rất là khó có con. Tại vì bé em á, thì là kiểu giống như là cái gì trứng của em á, dự trữ trứng của em nó bị ít quá, cho nên là nếu mà mình để tự nhiên thì sẽ rất là lâu, mà cũng lâu thiệt. Cho nên là mình nghe như vậy mình cũng hồi hộp, mình cũng lo. Mà trước đó là em đi chích ngừa, tại vì em xác định khi mà em lấy chồng xong là mình nghĩ là ở cái tháng năm đó là hợp tuổi với hai vợ chồng mình sẽ đẻ, cho nên là trước đó là em đi chích ngừa, chích các cái loại ngừa để mà tốt cho mẹ bầu khi mà mình thả bầu á, thì em đi chích hết. Nhưng mà đến khi đi khám bác sĩ xong thì bác sĩ nói vậy thì cũng hơi lo lắng, nhưng mà may mắn nó mỉm cười tới với hai vợ chồng là gần tới tháng tư luôn. Hiện giờ là tháng 4 luôn nè, đó là tròn 1 năm là em biết là em có bầu. Dạ. Cái ngày hôm đó nó diễn ra như thế nào? Dạ vui lắm chị. Ngày hôm đó thì hai giờ, có nghĩa là mình đó có một cái tâm lý là mình sẽ đang thả con và mong con, chị hiểu không? Mà hôm đó là sinh nhật ông chồng em nữa, thì em cũng nghĩ là bây giờ mà nếu như mà ngày hôm đó mà mình có baby mà mình khẳng định được, tại vì em cứ nghĩ là em không biết là mình có thật sự có hay không, mà mình thấy trong cơ thể mình nó có sự thay đổi rõ rệt luôn, tại vì mình mong quá chị, cho nên là mình cứ hay lên tìm hiểu là là trước khi có bầu là sẽ có những hiện tượng nào. Thì tự nhiên em thấy những cái tháng đầu tiên đó của em là em có cảm giác là nó ợn ợn trong người, mà thay đổi tâm sinh lý lắm chị, người em nó khó chịu mà kiểu sao sao á, thì em cũng nghi lắm. Nhưng mà em cũng hy vọng là tới cái ngày sinh nhật của ông xã mình sẽ làm một cái cú bất ngờ cho ổng. Thì trước đó là em bị Covid, em bị Covid cho nên là em cũng lo. Xong rồi em lấy cái que em thử, thì nó cái ngày trước cái ngày sinh nhật ổng 2 ngày là em thử thì nó lên nhạt nhách cho chị. Nó cũng có lên 2 vạch nhưng mà nó nhạt nhách rồi, có nghĩa là mình nghĩ là nó chưa có chắc chắn đâu. Tới cái ngày sinh nhật của ổng thì sáng hôm đó em dậy thật là sớm, tại là thường người ta thử que người ta thử sớm. Em mua que về nhà em một đống que luôn chị, em thử xong rồi cái em thấy nó hơi đậm mà một cách rất là chắc chắn luôn. Thì em nghĩ là em nhắn tin cho bác Hiền, em gửi cái đó cho bác Hiền kêu trời ơi chúc mừng em nha, nếu mà nó đậm như vậy là khả năng rất là cao rồi. Thì em mới nhắn tin cho ông xã em kêu chồng ơi vợ bị 2 vạch rồi. Thì ổng tưởng em bị hai Covid nữa chị. Ổng nói kêu chết mồ rồi, bây giờ đi cách ly nữa hai vợ. Nó kêu em mới nói với ổng là không, cái này cách ly tại nhà nha. Thì ổng không biết gì cho ông chị. Đến chiều về thì nói thì ổng rất là xúc động. Rất là xúc động tại vì ổng không nghĩ. Rồi chiều em nói kiểu gì? Chiều người ta về rồi em đưa hai cái que 2 vạch đó rồi em biểu cảm em sao? Không có chị. Nói chung là người ta nói là giống như là nói trước bước không có qua. Nhưng mà khi mà sáng đó biết tin đó thì em khóc rất là nhiều. Xong rồi em ghẹo ổng, em chưa cho ổng biết. Thì em đi đặt một cái bánh kem hình con cọp. Một cái hình một con cọp con. Với lại em giữ lại cái que thứ hai đó. Đến chiều em về em mới cho ổng biết. Đó, nói chung là ổng bất ngờ đó, không biết. Mình đưa cái bánh kem ra. Rồi dạ. Cái que nó nằm chỗ nào? Dạ cái que đó thì em cầm trên tay xong rồi cái hồi em ghim vô cái đuôi của con cọp á. Rồi ảnh biểu cảm rưng rưng đầu được không? Dạ có, thì nói chung là chồng em rất xúc động tại vì chồng em cũng lớn tuổi rồi cho nên là đang rất là mong con. Dạ. Rồi thế là hốt vợ đi khám liền. Dạ thì đi xuống khám thì bác Hiền cho chúc mừng là lúc đó em bé được mấy tuần tuổi rồi. Cho nên mà rất là vui. Mà em thay đổi nhiều lắm, nhiều thứ lắm khi mà lúc mà em mang bầu. Mà lúc đó em có đang kẹt cái dự án phim nào không? Dạ không, trước đó là em xác định là em thả con cho nên là em chỉ nhận game show nè, với lại đi quay mấy chương trình nhỏ nhỏ thôi. Lúc đó là có phim của chú đạo diễn Khoa Nam mời em vai chính luôn, nhưng mà em nói là giờ con đang thả em bé cho nên là con chưa có dám nhận. Cũng lúc đó là mình cũng đã gác lại mọi công việc qua một bên để mình tập trung cho con thôi, tại vì em là một cái người ham làm, em làm nhiều quá. Mà mình làm nhiều quá thì mình sẽ không có đủ sức khỏe để mà mình có con. Cho nên là khi mà đi khám bác sĩ về xong là mình phải tự cố gắng trấn ngang bản thân mình là mình phải ngừng công việc lại một tí xíu. Mình làm nhiều quá cho nên là sợ là mình không có sức khỏe để mà mình có con. Rồi thế thì cái hành trình mang thai nó tiến triển như thế nào? Em có bị nghén nhiều hay không? Rồi ông xã hỗ trợ em trong cái việc mang thai như thế nào? Dạ, 3 tháng đầu tiên thì em nghén thịt heo.
em nhìn thịt heo là trời ơi em ớn lạnh, em nổi hết da gà dình luôn. Mà em cũng ngán không có nhiều, chị chỉ có mỗi thịt heo thôi. Không hiểu tại sao cứ thấy thịt heo là em sợ. Nhưng mà em lại thích ăn cá. Tất cả các loại cá em thích ăn lắm. Cá kho một mình em có thể ăn được 1 kg cá nục. Cá nục á, cá nục của Minh Tráng với lại rau sống nó chị. Chắc mẹ tính gửi đồ vô nhiều. Dạ lắm đúng hả? Rồi, mẹ em mua cá nục tươi gửi vô xong rồi em hấp lên rồi một mình em ngồi ăn, em ăn. Ngày nào em cũng ăn, xong em livestream cho mấy chị coi, mấy chị thèm chơi vậy đó. Trời đất ơi. Mà miền Trung nữa đúng không? Cho nên dạ, là thèm cái món nó quê cha đất tổ lắm. Xong cái lúc mà em livestream lên đó thì mấy mẹ bầu khác, ủa Trâm, chị có bầu chị ngán ăn cá lắm, xong rồi em thấy em ngồi em ăn ngon lành, mẹ em ăn dữ lắm chị. Em thèm mà kinh khủng luôn. Rồi ngoài cá ra là mình còn có cái thay đổi gì nữa không? Dạ chị có thích ăn cá nè, rồi không có bị ốm nghén nhiều. Qua cái giai đoạn 3 tháng em nói chị là em ăn tất tần tật, em ăn không cái gì mà em không ăn trơn. Em ăn nhiều thứ lắm. Em ăn được, nói chung là trộm vía là cái lúc mà em có bầu thì em rất là khỏe. Một ngày em livestream 8 cử, em vẫn nói ào ào, em đi ào ào, em đi ầm ầm. Em làm tất cả mọi việc, tại em nghĩ là tại vì em là người mà hoạt động, em không thể nào ngồi yên một chỗ được. Nhưng mà mình làm mẹ rồi thì mình sẽ có những cái mà cẩn thận để mà lo cho con. Cho nên là em tuy là em hơi ồn ào một tí xíu nhưng mà em vẫn cẩn trọng trong những cái ngày tháng em có bầu. Ví dụ cái sự cẩn trọng đi cho người ta tin, chứ cái hình nền của Hồ Bích Trâm là thấy lúc nào cũng rần rần đó. Đúng rồi chị, lúc đó lúc mà em bầu em còn đẻ ra em còn quay TikTok á. Em nhảy mấy cái bà đó, xong mấy chị nó kêu trời ơi có khi nào về tuột em bé ra này kia không. Tại vì thật ra là mình là cái người mình là đang có một em bé trong cái bụng mình như thế này, và mình cảm nhận được là mình sẽ như thế nào, cho nên là mình luôn tiết chế. Cho nên là khi mấy chị nhìn vô mấy chị cứ sợ. Mà hơi em có bầu em bị chửi nhiều lắm. Trộm vía. Em bị chửi rất nhiều. Bị chửi chuyện gì? Cái lúc đó là em có một khoảng thời gian lại bị stress. Stress là tại vì không hiểu tại sao người ta chửi mình. Thật ra em là một cái người mà kiểu giống là năng lượng, và em muốn truyền cái năng lượng đó cho nhiều mẹ bầu khác. Đó, cho nên là em lúc nào em cũng cố gắng vui vẻ, mặc dù người ta chửi em vẫn vui. Vậy những cái nội dung mà mình bị công kích là cái gì? Nó vô duyên lắm chị. Một ngày đẹp trời em thấy người ta đi chụp hình bầu, người ta vẽ cái mặt cười trên cái bụng bầu đó, rồi em kêu trời cái bộ hình này dễ thương quá, mình cũng muốn chụp giống vậy mình làm kỷ niệm. Đúng không? Tại vì mà em đâu có chụp hở hen hay là chụp sexy hay là như nào đâu. Em bận một cái đồ len, quần đùi với lại cái áo khoác ở ngoài tay dài, rồi lộ cái bụng ra, rồi vẽ hình mặt cười em bé cười như thế này. Rất là dễ thương. Thì gia đình nhà chồng em rất ủng hộ và rất là khen bộ ảnh rất là dễ thương. Một cái hình ảnh em bé rất là tươi vui thôi, đâu có ý gì như nào đâu. Tự nhiên em up lên, cái lượt like nó kinh khủng luôn, mà lượt bình luận chửi cũng nhiều luôn. Nhưng mà người ta chửi cái gì từ cái bộ người ta đó? Kêu là chưa thấy con mẹ bầu nào mà mất nết như con này, rồi mày nghĩ sao mày vẽ hệt mặt cười lên cái bụng này này kia, rồi mày nghĩ sao con mày vẽ một mắt như vậy, rồi mày muốn ra đời một mắt hả. Có nghĩa là những cái lời đó người ta chửi rủa mình rất nhiều, mà thật sự là em là lúc đầu em không quan tâm, nhưng mà đến những cái bình luận mà người ta xúc phạm tới con của mình thì em cảm thấy là rất là tội cho em bé, và em cảm thấy em có lỗi với con mình đó. Nhưng mà thật ra là mình chỉ muốn làm những điều đó tích cực thôi, chứ mình không có ý gì hết. Em biết sao không? Mình là nghệ sĩ thì cái sức ảnh hưởng của mình á, nó sẽ tác động lên rất là nhiều người trong xã hội và nhiều thành phần trong xã hội. Thì trong xã hội này sẽ có người yêu và có người ghét mình. Thì bất kể một cái hành động nào của mình nó cũng sẽ là một cái nguyên nhân để tác động thêm cái sự mà người ta không thích mình. Thì người ta sẽ có những cái lời bình phẩm như vậy. Và chị nghĩ là mình nghệ sĩ thì mình phải luôn sống với những cái điều như vậy. Dạ. Thêm một cái như vậy nè, thực ra người ta chửi các bạn cũng không phải vì người ta ghét các bạn đâu. Nó sẽ có một cái cơ chế tâm lý mà tôi yếu thế trong một số hoàn cảnh. Nói chung là tâm tính của tôi nó không có được bình thường. Tôi vẫn muốn chửi ai đó vì một cái vẫn sự tức tối nào đó, nhưng tôi không chửi được cái người đó. Tôi không chửi được cái người đó, tôi không có cơ hội tôi bung cái điều đó ra. Thế thì bây giờ tôi bung vô ai? Tôi bung vô cái người mà tôi có cảm giác như là người ta không biết tôi là ai. Và cái người đó là cái người mà tôi gặp được họ. Và họ, cái công việc của họ là cái công việc mà trưng trổ hình ảnh ra trước công chúng mà. Khán giả trong trường hợp này hơi bị lạm quyền, bởi vì rõ ràng là bạn đang công kích người ta. Và thực ra có nhiều người họ buông những cái lời rất là cay đắng cho các bạn, nhưng không phải là vì họ ghét các bạn, không phải là vì các bạn làm cái gì đó mà họ buộc phải chửi, mà vì họ đang chuyển di một cái nguồn năng lượng trong cuộc đời của riêng họ đó. Nhưng họ không chửi chồng được, chửi chồng có thể chồng quýnh á. Không chửi con được, chửi con nó xách ba lô ra khỏi nhà đó. Càng không được chửi ba má, càng không được chửi sếp, chửi nhân viên nó quật lại rồi sao. Thế thì bây giờ tôi chửi ai? Tôi chửi vậy đó. Tôi chửi Phong Long, nhưng mà chửi Phong Long nó không có đã nữ. Tại vì phải có đối tượng thụ hưởng. Thế là tôi sẽ ghim nó vô một cái nhân vật công chúng nào đó.
vô tình lướt thấy cái hình của em, họ nhào vô họ nói. Dạ. Và đó. Nhưng mà đợt đó thì khi mà bắt đầu mà bị chửi như vậy thì em rất là buồn. Em nghĩ là trời ơi, tự nhiên người ta chửi mình, chửi em sao cũng được nhưng mà đừng chửi con em tại vì nó còn chưa ra đời mà. Ủa đâu sao lại là chửi em sao cũng được em? Ủa không em, chứ không lẽ giờ em đi đối chất với họ em đi chửi lại. Em không cần đối chất nhưng phải rất rõ ràng là tôi không có lý do gì mà ai chửi tôi cũng được. Dạ đúng rồi chị, lúc đầu em cũng vậy đó, nhưng mà may mắn là em thấy khán giả người ta rất là thương em, có đúng một rồi. Bộ phận khán giả người ta thương em, người ta nói ủa chị thấy Trâm chụp hình rất là lịch sự, đâu có nu ve hoặc là hở hang sexy gì đâu, chỉ là hình mẹ đang ăn bánh, đưa cái bánh cho con với cái bụng này thôi, một cái hình kỷ niệm rất là dễ thương. Có nhiều chị còn vô nói là cái lúc của tôi có bầu á, tôi còn chưa được chụp như vậy, tôi ao ước được một bộ hình kỷ niệm như vậy còn không được, tại sao lại chửi? Thì em lại may mắn ở chỗ là có một bộ phận khán giả người ta yêu thương em, người ta hiểu được, người ta vô chửi lại giùm em, cho nên em không cần chửi. Mà tự nhiên nó xong em nói kêu là trời, tự nhiên em chụp một bộ hình đó, em thấy tự nhiên nó sẽ bị ồn ào quá mà trong khi mình chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thôi. Đó cho nên là em, là bản thân em là một người dễ bị người ta ghét lắm, biết sao em ăn to nói lớn rồi em thẳng tính quá cho nên là dễ bị ghét lắm. Nhưng mà riết giờ em quen rồi. Không nên quen mấy cái chuyện đó nghe, mình không nên quen với những việc như vậy. Nhưng mà mình phải quen với cái việc mình xử lý, mình xử lý những cái khủng hoảng như vậy. Và chị thấy nghệ sĩ thì tốt nhất là mình cứ im lặng trong những cái lời bình, tại vì mỗi người đều có một cái cảm xúc riêng, mình không thích cảm xúc đó thì mình lướt qua vậy thôi. Để chị chia sẻ như vậy là để sau này á, Trâm, tại vì Trâm cũng là một đứa sống rất là cảm xúc và bản năng, cho nên là biết đâu cái lời nói của chị nó sẽ sau này nó sẽ giúp được cho Trâm trong những cái xử lý tình huống để mình nhẹ cái đầu mình thôi. Rồi tiếp tục tới câu chuyện ăn nhiều như vậy thì lên bao nhiêu ký? Lúc em chưa có bầu là 58 ký, bắt đầu em chuẩn bị để em thả em bé đó, trong cái thời gian mà em thả em bé là em nói là mình phải có sức khỏe cho nên là em cố gắng ăn, lúc đó em không có cần kiêng cữ gì trơn, thì em lên được 62 ký. Là lúc đó em lên mấy ký rồi, là cái bụng em nó có nư bụng mà nhìn em như bầu 3 tháng vậy đó chị. Rồi bắt đầu khi mà em phát hiện có em bé xong em ăn nữa thì em lên tổng cộng lúc em sinh là 79 ký. Em lên hơi bị nhiều. Chị đang trừ 20. 20 chứ nhiêu? Cỡ đó, 20. 21 á, 58, 58 đúng rồi, 21. À, mình có bình tĩnh với cái số ký 79 không? Dạ không, em bình thường à, em không quan tâm. Em chỉ biết quan tâm là ăn cái gì để tốt cho con, bổ cho con thôi chứ em không có sợ mập. Nhưng mà bác sĩ có cho phép em lên cân nhiều như vậy hay không? Dạ thì bác sĩ cũng khuyên em là ăn những cái đồ mà bổ vô cho con nhiều hơn, đừng ăn nhiều mà đồ bổ mẹ. Nhưng mà em biết sao em ăn mà bổ mẹ không? Con cũng bổ nhưng mà em vẫn lên cái dù không kiểm soát luôn. Chị nói bình thường thôi chứ bây giờ ở trên đời mà chúng ta có hẳn hồi một cái công thức mà gọi là chính xác đúng về cái việc đúng ăn rồi. Là vô con chứ không vô mẹ. Thì trời ơi, cái chuyện đó chắc người nào mà làm được chuyện đó đạt giải Nobel. Dạ. Nhà em có đâu. Thật ra là đúng là mẹ bầu cứ thèm gì thì cứ nên ăn, nhưng mà cái nào mà nó không tốt thì mình hạn chế thôi, chứ không thể nào mà mình kìm hãm cái cơn thèm của mình được. Lúc đó nó cũng ảnh hưởng rất là xấu đến con nữa. Dạ. Cái câu chuyện mà em ăn bầu và em ăn nhiều như vậy thì chứng tỏ rằng là em được chăm sóc rất là kỹ và rất là được cưng ở trong gia đình. Có đúng như vậy hay không? Dạ, trong cái giai đoạn em có bầu thì chồng em cũng có cưng em. Thì nhà có 2 vợ chồng mà. Thì thường là buổi sáng là chồng em sẽ đi mua đồ ăn sáng. Đó, từ cái lúc mà em có bầu là chồng em không cho em vô bếp nấu ăn nữa. Đó là anh hai của em là người nấu. Nấu cho cả nhà ăn luôn, rồi nấu cho em, rồi chăm cho em. Thì có anh hai, anh hai là cái người mà nấu đồ ăn cho em. Còn mỗi buổi sáng thì là chồng của em sẽ là người đi mua đồ ăn. Rồi em có một cô bé trợ lý cũng rất là dễ thương, cũng hay mua trái cây đồ này kia cho em ăn. Nói chung là cái thời gian mà em có bầu là cái thời gian mà em cảm thấy là em hạnh phúc nhất, huy hoàng nhất. Dạ, em được mọi người thương yêu và mọi người cho em ăn rất nhiều. Mà lý do em mập là tại cho mọi người cho em ăn nhiều quá, chứ đâu phải tại em. Dạ đúng rồi, tại cái miệng em nó cũng hơi dinh rồi ăn. Thôi mà ha, cũng có lửa mới có khói rồi đó. Rồi mình ăn tới bao lâu mới ngừng ăn để đi đẻ nè? Tới cái ngày em đi đẻ em vẫn thèm ăn nha chị. Trời ơi, em đói gì mà em thèm đi trà sữa. Mà lúc đó là em có mấy chị khán giả nói là em ơi bây giờ em thèm gì em ăn đi, chứ em đẻ xong rồi em phải kiêng cữ rất nhiều. Thì khi mà em vô bệnh viện rồi, lúc đó là 9 giờ tối em thèm đi trà sữa quá. Thì chồng em order về cho em một ly trà sữa. Em quất một ly trà sữa xong em ăn một ly mì gói với lại khô bò. Là lúc đó 12 giờ đêm em dậy em đói bụng quá. Giờ em ăn một, mà trong bệnh viện thì chỉ có mì gói ly người ta để sẵn đó. Xong em cứ đem khô bò thì em xé vô em ăn. Là em nhớ là trước khi em để là em ăn đó đó. Nhưng mà cái ngày mà em đi đẻ là có dấu sanh không? Hay là em đi theo cái ngày chỉ định của bác sĩ? Dạ em đi theo chỉ định của bác sĩ là em là đẻ mổ. Là tại vì lúc mà em đi khám á, là đã là 39 tuần rồi. Mà em bé chưa có một cái dấu hiệu gì đòi ra hết. Và của em cũng chưa nở ra được một phân nào cả. Thì thường là em bé là 40 tuần là cao nhất đúng không ạ? Đó, mà tới 39 tuần rồi
đi khám liên tục, mấy cái tuần đó là cứ tuần đi khám một lần, hoặc là có vấn đề gì là phải báo cho bác sĩ liền. Mà mãi tới 39 tuần ổng còn chưa chịu ra nữa. Xong rồi cái em đi khám tiếp một lần nữa thì bác sĩ nói là bây giờ là tình trạng là cái xương chậu của em á nó không có nở. Nó đang bị chật, mà em bé thì cái vòng đầu nó bị to. Cho nên là bác sĩ thôi, bác sĩ nói là bây giờ em cứ suy nghĩ đi, về thì nói với gia đình là bác sĩ là khuyên là nên đẻ mổ. Tại vì bây giờ nếu như mà đẻ thường á, mà cái xương chậu em nó không nở ra, nó đang bị hẹp, mà cái đầu em bé bị to nữa thì cái khả năng mình bị mất sức rất là nhiều. Cho nên đó là bản thân em á thì em muốn đẻ thường. Tại vì em nói với bác sĩ là làm sao làm để ráng cho con được đẻ thường nha bác. Nhưng mà đến 39 tuần khi mà em đi kiểm tra thì lại cái xương chậu em nó hẹp quá mà nó không nở ra được một chút nào hết. Mà đầu em bé lại to nữa, cho nên bác sĩ nói vậy thì cũng lo. Tại vì em muốn biết cái cảm giác mình đẻ thường nó như thế nào. Tại vì em nghe mấy chị nói là đẻ thường là thấy 15 ông trời. Cho nên em cũng biết, muốn biết cảm giác như vậy. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ nói vậy thì ông xã em kêu thôi, để cho nó an toàn cho cả mẹ và bé thì nên mổ. Rồi cứ tới ngày tới tháng rồi cấp sách đi vô trong bệnh viện thôi. Cho nên tinh thần em nó thoải mái lắm chị. Em còn quay được một clip TikTok triệu view nữa mà. Chị Lan ơi, cấp đồ chứ sao cấp sách, đi đẻ chứ đi học, đi học vậy đây chị Lan. Cấp đồ. Rồi nhưng mà lúc mà em vô vòng xanh đó chị, em sợ quá. Bây giờ em sợ cái sau gì ăn, đó. Sau ăn là bắt đầu sợ hả? Không, cái lúc mà đi vô phòng mổ tự nhiên em bị ám ảnh đó chị, em sợ tới giờ luôn á. Những cái gì nó đã xuất hiện ở đấy để em phải sợ. Khi mà đẩy vô thì có một mình em mà. Em cảm giác rất là cô đơn. Mà nó lạnh đó chị. Có không biết là cái này không biết có lạnh không, mà không biết mấy chị có lạnh không. Sao em lạnh quá à? Lạnh mà tay chân em nó run rồi nè. Có nghĩa là cái không khí nó mát chứ không phải nó lạnh, mà tự nhiên cái người em nó lạnh từ trong người nó lạnh ra. Em lạnh như thế này em run rồi nè. Mà em không thấy chồng em đâu, chứ có mình em à. Mà có nghĩa là bình thường là mình coi mấy phim Mỹ rồi phim Hàn Quốc đồ, người ta vô trong cái phòng mổ ha, nó hoành tráng lắm, đèn rồi mở lên bật 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 rồi bác sĩ dao kéo soạn đồ nghe sột sột sột. Đó là hiệu ứng điện ảnh má ơi. Rồi nguyên cái phòng mổ nó bự không chị. Bây giờ nó đang diễn ra trong hiện thực nè. Em vô trong đó em nhìn nè, hai cái tay em dang ra như thế này. Xong có một cái mền đắp lại cho em. Em nhìn mọi thứ xung quanh em thấy trời, bình thường là mình coi trên phim thôi, sao bữa nay nó hoành tráng quá chị. Em vô em thấy phòng mổ nó hoành tráng quá em sợ. Rồi em nổi da gà trơn vậy đó, mà em lạnh run người luôn. Thì có một cái ông bác sĩ đó là chích tê á. Ông thấy em run quá mà hỏi ủa lạnh không em. Rồi ông cố gắng ông nói chuyện cho em bớt run, ông nói chừng nào chồng em mới được vô vậy vậy bác. Thì bác nói là khi nào chích tê xong rồi chồng em mới được vô. Chích tê ngay chỗ tỷ sống nè. Đó. Chích xong có vô thiệt không? Dạ vô, vô nhưng mà lúc đó tay chân em nó cứng đờ rồi, mà em bị lờ đờ em ngủ á. Em cứ nghĩ trong đầu em nè, em sợ là khi mà chích thuốc tê như vậy đó, tại vì em thấy em bị lân lân và em buồn ngủ. Em không biết mấy chuyện sao chứ còn em là tự nhiên cái tay chân em nó cứng, cái chân em nó cứng trước rồi nè. Cái tay thì em vẫn có thể hoạt động xương xương nhưng mà tự nhiên nó làm cho mình cảm giác rất là buồn ngủ. Và lúc đó là lúc em sợ nhất, tại vì em sợ là khi mà em nhắm mắt lại á, là em mở mắt ra không được gặp con. Có nghĩa là em sợ em chết. Em sợ. Bây giờ vẫn còn ngồi đây là ok rồi. Rồi sao? Rồi cái diễn biến của cái việc em bé ra đời nó như thế nào? Thì em cố gắng em cố gắng em nghĩ tích cực. Tại vì khi mà em chích thuốc tê xong em thấy người em nó lân lân như vậy em sợ em chết quá. Lúc đó em có nói với chồng về cái tình trạng của mình không? Chồng đã ở trong đó với mình rồi đúng không? Em không nói nhiều được đó chị, em không nói nhiều được luôn. Em kiểu lơ lơ, thì lúc đó là chồng em vô. Thì em không có thở được chị, người ta gắn cái ống thở vô đây nè. Nó ngứa quá chị. Em mà hai cái tay em giang ra nhìn nè, em gãi không có được. Em nói kìa, chồng ơi gãi dùng cái mũi hết, mày cái mũi em nhìn. Em giật cái này, tại vì cái này gắn lâu quá chị, nó gắn lâu quá cho nên giúp mình thở tốt á. Em giật cái mũi em nhìn, em kêu chồng ơi ngứa quá, gãi giùm vợ. Cái xong rồi cái ông kêu ngứa ở đâu, cái em nhìn đây nè, chỗ này nè. Cái xong cái ông lấy tay em gãi vậy nè, ông gãi vậy cái xong kêu đã ngứa chưa, rồi vừa gắn vô chồng ơi ngứa nữa rồi, gãi tiếp. Tại vì là em bé của em là đúng 11 giờ là lấy ra đó, nhưng mà 10 giờ rưỡi là bắt đầu chích thuốc tê rồi, cho nên cái thời gian của nó dài quá. Em tưởng tượng giống như cả năm trời, sao nó chờ hoài không thấy em bé ra lâu quá chị. Thì em cứ hỏi là chồng ơi mấy giờ rồi, lúc đó giọng em rất là khều khào. Xong rồi chồng em nói là còn 20 phút nữa, rồi còn 10 phút nữa, còn 5 phút nữa. Tới cái đoạn 5 phút đó tự nhiên ổng nói cho em biết là đang mổ rồi chị. Em đâu có biết gì đâu, tại vì mọi thứ nó diễn ra nó quá nhanh. Thì lúc đó em đã quá mệt rồi, mà em buồn ngủ quá em. Nhưng mà em cứ nghĩ trong đầu em, nếu như bây giờ em nhắm mắt lại là em chỉ có chết thôi, cho nên em không dám nhắm mắt. Em cứ nhắm lại và cái giật mình ra, em mở ra cái hai trận trắng nó như là gồng lại không được ngủ, nghĩ trong đầu là không được ngủ. Xong rồi đến khi mà em nghe em hỏi là chồng ơi mổ chưa, là lúc đó đã mổ rồi nhưng mà ông không nói cho em biết, tại vì em sợ, ông sợ mình lo chị. Đến khi mà em hỏi là mổ chưa, cái ông cứ lắc đầu, ông kêu chưa. Tự nhiên mới vừa nói chưa xong cái em nghe bác sĩ đếm 7 6 5 4 3 2 1 là em bé nó lên một cái là lúc đó là em vỡ òa.
em khóc luôn. Tại vì mình hạnh phúc quá. Đây là cái cảm giác mà em nghĩ là tất cả các mẹ bầu nào cũng sẽ có giống như em. Lúc mà con ra đời nó hạnh phúc thật sự luôn á. Con mắt của mình á thì chảy nước mắt, mà cái miệng và cái con người của mình rất là hạnh phúc luôn á. Cho nên là chắc mai mốt đẻ nữa. Rồi cái lúc lấy em bé ra rồi mình nhìn con mình lần đầu tiên mình thấy như thế nào nè? Em thấy nó bầm đen chị ơi, nó bầm đen, nó đen mà nó bị bầm á, môi nó bầm hết trơn luôn nè. Em bị lo lắng á. Thì lúc mà ấy em ra em bé ra thì lúc đó em đang khóc rồi, em với ông xã em đang khóc rồi. Thì em nắm tay chồng em thì em thấy là đẩy từ trong đây đẩy qua bên đây để lau chùi cho em bé. Thì cái mặt em đang nằm dài mà em nghiêng qua em nhòm con cho bằng được, nhưng mà lúc này chưa thấy con gì hết. Thì khi mà bác sĩ lau xong rồi bằng cáo với là cái nón vô thì ôm qua để ủ lên người mẹ. Thì ủ qua thì ôm lên người em á thì em bé nó khóc. Nó không có chịu nằm trên người em, nó khóc. Thì nằm đâu được khoảng 5 phút á thì bác sĩ mới nói là nếu như mà con không có chịu mẹ thì cho ba ấp. Thì để cho ba ấp thì đưa em bé về phòng, sau đó là ba sẽ là cái người ấp con. À, thì lúc đó em ra là em thấy con em một cục gì đó, nhưng mà cái môi của bé nó hơi thâm, nó hơi đen thì em cũng lo. Cái việc đầu tiên mà em dòm thử là coi em nó có đầy đủ bộ phận này kia không là cái điều trước tiên. Xong rồi em để ý là em thấy con em nó người nó hơi bị bầm bầm với là cái môi nó hơi thâm thì mình cũng lo. Thì cuối cùng bác sĩ nói là nó liên quan tới tim á, cho nên là khi mà em ở trong bệnh viện là bác sĩ có xét nghiệm tim cho bé thì nói chung là không sao hết. Dạ. Bây giờ nó hết thâm chưa? Dạ hết rồi chị, bây giờ trắng hồng dễ thương lắm. Trời ơi, người ta mới ra thì nhiều khi người ta tiếp xúc với lại cái khí hậu ở ngoài người ta chưa chịu. Em đâu có biết đâu, em đâu có biết đâu, em lo. Rồi bao lâu thì em mới được xuất viện? Dạ em ở 5 ngày. Em ở 5 ngày. Cái giai đoạn mà lúc mà mình chờ hồi phục á chị, là thêm một cái lần nữa em bị lo sợ nữa. Đẩy em đi, lúc đó em ngủ thiếp rồi chị. Lúc lấy con ra là em ngủ thiếp luôn rồi, em không còn biết gì nữa. Khi người ta đưa vô phòng hồi sức em cũng không biết gì trơn á. Thì em ngủ một phát một tới một tiếng đồng hồ sau tự nhiên em mở mắt dậy. Em thấy em bơ vơ, em lại cô đơn nữa rồi chị ơi. Tự nhiên sao tôi cô đơn quá. Cái mở mắt ra em có thấy ai trơn á. Tự nhiên các bác sĩ em thấy mở mắt không là kêu. Em tỉnh rồi hả, em thấy người sao. Cái em nói kêu dạ em thấy khỏe lắm, cho em về em gặp con đi. Bác sĩ nói kêu tầm 7 nữa giờ nằm đây đi, 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi mới được về gặp con. Thì em nói là hồi nãy giờ em nằm được bao lâu rồi. Thì bác sĩ nói là nằm được hơn 1 tiếng rồi. Bác sĩ nói là phải nằm đây theo dõi để coi tụi em có bị gì không. Thì em mới vừa nói chuyện với bác sĩ xong thì 5 phút sau em bị ói. Em ói rất nhiều luôn. Thì bác sĩ lấy thao qua cho em ói xong rồi em hỏi là em có sao không? Tại em lo quá chị, em sợ chết. Cái xong cái bác sĩ nói kêu cái này không sao đâu. Có những mẹ bầu sau khi đẻ xong bị tác dụng với lại thuốc tê á, cho nên là nó hơi ợn ợn, nó hơi chóng mặt một tí xíu. Đó là lý do tại sao người ta biểu mình là phải nằm hồi sức là như vậy. Đó. Đến khi mà em 2 tiếng rưỡi trôi qua khi mà được về gặp con em mừng quá chị. Về thì em bước vô phòng thì con em nó khóc sùm hết trơn. Tại vì nó không được bú. Nó chưa được bú luôn, tại vì bác sĩ người ta vẫn muốn là em bé nó sẽ có những cái ngụm sữa mẹ đầu tiên. Mà lúc đó sữa em chưa về. Trời ơi, kể tới cái vụ mà căng sữa, trời ơi, hấp dẫn, hấp dẫn. Tới nè. Trời ơi, cho em uống miếng nước, đem lấy tinh thần kể tiếp. Vô. Chị hỏi đi, chị hỏi đi, em mới vô. Sao căng sữa sao? Sữa có sao? Chừng nào mới có sữa về? À, lúc mà em về phòng á, em bé chưa có sữa chị. Tại em để mổ mà làm sao mà có sữa nhanh được giống như mấy chị đẻ thường được. Không có giọt sữa nào trơn. Không, đừng nhìn qua chị nói câu đó, tao để mổ 2 đứa lận. Tới lúc đó thì bắt buộc là trời bé nó khóc quá thì mấy cô nói là thôi bây giờ lấy sữa công thức ra ra để cho pha cho em bé uống trước. Thì tội quá em bé nó đói quá trời đói luôn, đưa sữa công thức vô nín hình. Đó, rất là ngoan. Thì bắt đầu tới cái tâm trạng là mình lo. Mình lo là bây giờ làm sao để có sữa. Thì tới cái ngày thứ 2 chị ơi, hai cái vú em nó bự như 2 trái dừa. 2 trái dừa nó bự mà nó căng lên như vậy đó. Mà ở trong bệnh viện là người ta không có cho cái người mà, người để mà người ta để mà người ta massage rồi người ta làm căng làm gọi là kích có sữa. Đó thì ở bệnh viện người ta cũng có luôn, nhưng mà ý là mình có một cái chị quen đó, chị làm rất là giỏi về vấn đề đó. Thì con bé Trâm á là vợ của diễn viên Ngọc Trai á chị, giới thiệu cho cho em nói là chị ơi khi nào mà chị đẻ xong mà chị bị tình trạng như vậy chị phải gọi cho chị này liền. Thì em vô tình em gọi cho chị đó, thì chị đó chạy vô trong bệnh viện không có cho vô, nhưng mà chị đó giống như là vô là làm người nhà vậy đó. Thì vô mình thấy cái vú của em nó kêu nếu như mà để qua một ngày nữa thôi là coi như là nó áp xe rồi, kiểu giống như là nó sẽ bị sốt, nó hành sốt này kia. Trời ơi chị, mới vô mới nhào cái vú của em mới vào giống như vào bột vậy đó chị. Hư mới làm vậy nè. Trời ơi, bả massage rồi bả xay, mà lúc đó chị biết nha, người của mình thì sản dịch ở dưới nó đang ra, mình rất là mệt nữa. Hai cái tay em nắm trên cái giường bệnh vậy nè. Bà nói là mừng gì chị mừng bà đi. Nói kêu là bây giờ hơi đau nha. Chuẩn bị tinh thần nha, bây giờ mới làm mấy cái đau quá bà ơi. Cái xong nó kêu bây giờ cố gắng đi, xong hai tay em để lên cái thành vậy nè.
em hư lên cái, bà làm đi, tôi chịu được. Em cắn răng luôn nè. Xong rồi bà làm hư, bắt đầu sữa nó ra chị. Sữa nó ra những cái giọt sữa vàng đỏ, vàng ươm luôn. Mà nó đặc lắm luôn á. Mà chị biết sao không? Nó kiểu giống như là ứ 2 ngày trời rồi, nó ứ quá lâu rồi. Nó ứ 2 ngày trời cho nên là nó kiểu đóng cục á. Mình khi mà mình rời lên cái vòng một của mình á, là chị sẽ thấy được cái từng cục như là ốc trâu. Dạ. À, trời ơi, xong rồi em đâu có biết đâu, mình cũng không biết massage. Em cũng không biết cho em bé bú luôn chị, mà em cũng không dám ôm con em luôn. Tại lúc nó đẻ ra là nó 3,5 kg mà nó một cục nó đỏ hỏn vậy nè. Xong rồi đưa cho em đâu có dám ôm đâu. Em dám ôm, xong em cứ đặt em bé xuống giường rồi em cứ để nó một bên, em đưa cái vú cho bú. Mà chị biết sao không? Cái đó thì nó nhỏ, mà cái vú thì nó to. Cho nên là em bé nó không có thể nào mà nó ngậm nguyên cái bầu vú, bầu ngực của mình để nó bú được. Cho nên là nó cứ tụt ra ngoài, nó rất là khó chịu. Nó khóc mấy vậy đó. Thì khi mà may mắn cái chị này chỉ vô chỉ tích sữa cho em, thì nó bắt đầu nó ra sữa. Nhưng bà khuyến cáo em là qua ngày hôm sau là cái ngày thứ ba. Tại vì mình bắt đầu mình làm cái đó thì qua ngày thứ ba thì nó sẽ rất là nóng. Nó nóng và nó sẽ căng lên rất là nhiều. Bây giờ chỉ mới có massage nhẹ với lại đẩy được cái một số sữa ra, sữa non ra. Thì cái sữa non đầu tiên là ra được 20ml. Là cái sữa đó rất là tốt cho con, là đem cho con bú liền luôn. Đó. Thì qua ngày hôm sau chị sẽ tiếp tục chỉ vô nữa. Thì cái ngày hôm sau em nói chị nghe, 3 giờ chiều bà mới vô, thì từ sáng cho tới trưa, trời đất ơi, hai cái vú của em nó bự vậy nè. Nó bự hơn cái đầu em chị, bự hơn đầu con em luôn. Nó bự vậy nè, mà em tưởng tượng em nói không hiểu tại sao mà lúc mình đẻ xong cái vú bự dữ trời nó vậy nè. Nó bự vậy nè. Mà hả, nó đỏ lên, nó nóng chị. Em đi á, em đi đâu có nổi đâu chị. Em đi vô toilet đó là em phải bự hai cái vú em vậy nè. Em đi vậy nè. Mà em đau á, em đau mà em đau quá trời ơi. Em không thể tưởng tượng được là cái vú nó lại to đến như vậy. Kinh khủng khiếp luôn đó trời. Hôm đó là cái ngày mà em gọi chị ơi, chị xong vô, chị vô giùm em đi. Tới lúc đó em còn không còn biết đau nữa. Bà vô bà massage, bà làm gì bà làm. Xong bà nặng qua bên đây, mỗi bên được 30ml. Lúc đó bắt đầu sữa nó sẽ, nó về nhiều. Và khi mà người ta massage như vậy á, thì nó làm cho cái sữa mình nó thông. Bắt đầu nó có tia chị. Trời ơi, bắt đầu vô massage đâu có tia gì đâu. Xong bắt đầu bà làm, bà thông tia. Tia nó bắn ra chiếu đã luôn. Nhưng mà con em vẫn chưa bú được. Tại vì cái vú nó quá bự và cái núm nhỏ. Cho nên là con em vẫn chưa bú được. Bắt buộc em phải bắt. Đến khi mà em bé được 1 tháng. Thì lúc này là muốn cho em bé có sự tình cảm với mẹ. Cho nên là cho em bé bú song song với nhau. Thì em bé cũng chịu hợp tác. Bắt đầu bú để kích sữa về nhiều hơn. Và bây giờ em đã trở thành chuyên gia kích sữa. Em không còn tắc sữa nữa. Mỗi lần mà em đi đâu làm gì mà nó căng quá, cái là bắt đầu em về em dùng một cái khăn với một cái thau nước ấm, xong rồi em nhúng vô nó nóng nóng á, em bắt đi cái trường lên cái massage giống như những gì chị đó làm, xong rồi cái em vắt sữa ra là bắt đầu là nó thông hết, cho nên là em khỏe lắm. Nó ấm á, cho nên nó sẽ mở những cái mao mạch ra. Nó sẽ thông được tia. Trời ơi, bây giờ em còn đi chỉ là cho mấy chị bầu khác nữa. Nói chung là một lần làm mẹ là rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ lại. Dạ. Nó là một khóa học mà các bạn không mất tiền. Đúng rồi, không mất tiền, được tiếp thu rất nhiều thứ. Một lần làm mẹ là một lần tốt nghiệp đó. Nhưng mà hồi đó chị đẻ mổ là chị có bị căng sữa như vậy không chị? Đừng hỏi câu đó, em phải hỏi là bị mấy lần chứ. Xem lại hỏi có hay không. Chị thì bị, chị không có mổ, nhưng mà chị bị một lần chị bị căng sữa mà chị bị sốt. Rồi lúc đó là chị hút ra máu không à. Nó bị vỡ mao mạch á. Hút ra chỉ toàn máu, hai cái túi sữa máu không, 300ml. Trời ơi, phải bỏ. Bỏ luôn không chị, mà máu sao mà làm cho mình nặng dữ vậy ta? Thì đó là nó trộn lẫn với sữa của mình á, nó ra một cái màu hồng đỏ. Rồi, bây giờ thì bao nhiêu ngày? 5 ngày là được về nhà. Trở về nhà mới là câu chuyện chính thức của một người mẹ bỉm sữa nè. Chăm con thế nào? Dạ, đầu tóc mặt tối chị. Mà cái kinh khủng nhất là vắt sữa. Ngày 8 cử, tại vì lúc đó mới đẻ cái dưới sữa nó về ào ạt luôn chị. Một lúc đó em vắt là, tới thời điểm bây giờ là một ngày em vắt là được 2 lít sữa. Sữa nó vẫn nhiều, vẫn ào ạt, trộm vía quá trời luôn. Thì lúc em về là có tìm được một bà vú. Thì bà vú nó rất là dễ thương và có một cái kỹ năng chăm em bé rất tốt. Cho nên mình cũng yên tâm. Cho nên là giao cái đó cho bà vú với bà ngoại. Bà ngoại với vú là sẽ người chăm em bé trực tiếp. Thì em bé ở phòng bên đây, em ở phòng bên đây. Thì em là thời gian đó là em thứ nhất là em phải kiêng cử nè, rồi em phải hơ than nè, rồi rượu nghệ rồi này kia kiểu dạng vậy đó ở cử á. Xong rồi em còn phải bắt sữa nữa, mà lúc đó là 2 tiếng bắt sữa một lần. Cho nên là em ám ảnh nhất là cái vụ bắt sữa. Tại vì em bé thì trộm vía cái là không có la quậy, dễ lắm, tới giờ 2 tiếng đồng hồ cứ giống như một cái đồng hồ sinh học sẵn sẵn vậy đó. 2 tiếng ê, rồi là đói bụng, nhét bình sữa vô lại ngủ, ê, nhét bình sữa vô lại ngủ. Nhưng mà em á là em không ngủ được. Hai con mắt em nó đen giống như là hai cái lọ nồi vậy đó chị. Nó thâm đen luôn.
Trời ơi, mà nó sâu vô luôn, nhìn hốc hác dễ sợ luôn. Mà lúc nào cũng trong tình trạng là sồ sề. Là tại vì mới đẻ xong cái bụng em nó giống như là bầu 5 tháng. Rồi nách nè, cổ nè, bụng rồi nó thâm đen hết trơn. Mình nhìn vô gương á, tự nhiên em cảm thấy cho thấy thương cho mấy mẹ bầu quá. Thương cho mấy mẹ bỉm quá. Đẻ xong rồi á, cảm giác cho cái bụng nó hừ hừ hừ. Xong rồi mình cũng phải cố gắng nghĩ tích cực lên. Tại vì em thấy ở trên mạng có hay có những cái trường hợp là mẹ bị trầm cảm sau sinh đó. Cho nên là em cố gắng là em không có muốn em bị giống vậy. Nhưng mà tại vì là mình có bà ngoại chăm nè, rồi có anh hai em chăm, có chồng mình bên cạnh, được có bà vú chăm con nữa, cho nên mình cảm thấy là mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Cho nên là mình cố gắng vui vẻ lạc quan hơn. Cho nên là lúc đó là mọi cái tâm thế của em đều cố gắng để có sữa cho con. 1 giờ sáng em vắt, 3 giờ sáng em vắt, 5 giờ sáng em vắt. Tại vì lúc đó là nếu mà em không vắt là sữa nó ướt áo em luôn. Cho nên tì đó em. Dạ, nó ướt cái trơn áo em vậy luôn. Lần đầu tiên em biết cảm giác mà ướt mình em lại vậy luôn á. Em đang ngủ mà tự nhiên cái gì ướt mẹp là em kêu rồi, tới giờ dắt sữa đó rồi đó. Đó. Cơ địa chăm giống cơ địa của em. Là sữa nhiều. Nhiều sữa lắm. Đi đang tắm mà tại vì mình tắm nước nóng. Đúng rồi. Cho nên mình đang đứng tắm thì thấy hai cái tia bắn ra nhìn là lật đật là bịt lại, đi vô lấy đồ nghề ra, lia lịa. Đó. Dạ. Riết bây giờ em vắt quen luôn á, em không nghĩ là em đã vắt được hơn 4 tháng rưỡi rồi. Có đoạn nào mình đang vắt sữa mà mình ước cho ngày hôm đó nó ra bớt để được một ngày mà nó giãn cái cử vắt ra không? Thật ra thì bây giờ em quen với cái việc này rồi. Nó giống như là một cái việc mà mình làm hàng ngày rồi, cho lúc nên là chưa quen á. Dạ lúc chưa quen hả chị? Ước chứ, trời lúc nào cũng ước, nhưng mà mình ước kiểu đó con mình không có sữa cho nên là đúng rồi dạ. Cho nên là bây giờ em quen rồi, em quen rồi. Em là một người rất là năng lượng. Nhưng mà có chắc chắn là trong cái giai đoạn mà mình sinh xong á, mình sẽ có những lúc mà mình bị buồn vu vơ. Em có cái giai đoạn đó không? Có chị, trời ơi, mới sinh xong mới có 1 tháng mấy ngồi khóc chị. Mặc dù là mọi thứ em qua đợt đó là có con bé chơi quay bên chương trình. Đó thì mời em làm MC. Mà lúc đó là con em mới được có 1 tháng à. Thì thật ra là em cũng chưa có muốn đi liền. Nhưng mà mình nghĩ là mình đã bỏ quá lâu rồi. Mình nghe người ta mời như vậy mình cũng vui. Tại không nghĩ là khi mình đẻ xong là sẽ có người mời mình liền. Cho nên là em mới nói là bé ơi chắc để chị xin phép ông xã đó. Tại vì chị cũng mới sinh xong. Mà mình đi làm sớm quá thì không có tốt. Cho nên là mình hỏi ông xã thì ông xã đương nhiên chắc chắn là không cho rồi. Tại vì mới ấy mà. Thì mình biết là mình đi không được rồi. Bà em cũng nghĩ là cũng không nên đi. Nhưng mà mình sẽ có một cái chuyện đó là mình buồn, mình tủi thân. Tại vì mình cảm giác giống như là đã lâu quá rồi mình không được làm nghề. Mình nhớ nghề, mình nhớ tất cả đồng nghiệp, mình nhớ những cái máy quay, nhớ những mọi thứ. Tại mình sao là một cái người mà sống rất là năng động mà. Cho nên giờ kêu ngồi yên một chỗ là làm không được. Cho nên là sau sinh khoảng 1 tháng mấy ngồi khóc. Khóc ngon lành vậy. Tự nhiên cái ông xã nói kêu trời sao vợ khùng quá. Khùng vừa vừa thôi. Mai mốt đi 6 tháng đi con. Khi nào nó cứng cáp đi rồi cơ thể mình khỏe hơn đi. Mình muốn quay gì quay. Tự nhiên cứ ngồi khóc vậy trời. Kêu khóc cho đỡ buồn vậy thôi chứ đâu đi quay được đâu. Trời sao tự nhiên được, có đứa nó nhìn thấy cái màn nó còn khóc nữa mà. Cái chuyện em không đi làm là nó quá trời lý do rồi. Nó rất đủ tư cách để khóc. Thì buồn đó chị khóc đó. Nhưng mà tự nhiên khóc như vậy thì em nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không có tốt. Mà mình khóc mình bị stress là mình sẽ không có sữa. Mà không có sữa không có cho con bú được. Cho nên là cố gắng vực tinh thần dậy. Nói chung là em là một người sống tích cực đó. Thì cố gắng tích cực đó. Tích cực một cách bất chấp luôn. Dạ, phải tích cực chị. Thế ra mình phải chọn nghệ sĩ, mình là phải chọn. Một là mình làm nghề. Đúng rồi. Còn hai là mình dành hết thời gian cho con để cho con nó lớn, là buộc là mình phải có hai cái tâm thế đó để mà mình lựa chọn thôi. Chứ mập mờ là nó sẽ làm cho mình bị stress liền. Đúng không? Yeah. Rồi bây giờ là tới cái câu chuyện là mấy tháng rồi ta? 5 tháng. 5 tháng rồi là có rồi. Nếu có là được rồi. Vậy chị, để nữa hả? Ở đâu? Ủa em nghĩ tới chị đó luôn hả? Em đi quá xa rồi. Chứ chị nói 5 tháng là bắt đầu được rồi. Này kia là em tưởng là thì được rồi đó. Là được rồi đó. Là được chưa? Cái gì? Đùa thôi chứ nó bắt đầu tới một cái chuyên mục trong chương trình này. Đó là chuyên mục phòng the. Dạ. Sau sinh đã 5 tháng, em bé 5 tháng rồi. Thế thì cái câu chuyện vợ đi chồng diễn của tụi em chưa? Đã quay lại chưa? Đi diễn thì chưa mà bút lịch lại chưa? Bút lịch lại chưa? Một đàn phim chưa bút lịch nhưng ông chồng bút lịch chưa? Ủa chưa là sao? Em kể cho chị nghe. Cuộc đời em lúc mà em đẻ nó gian nan dữ lắm. Em vừa đẻ xong 10 mấy ngày cái nhà kế bên nó làm. Cái nhà cái bên nó làm chị, nó làm nghiêng cái nhà em.
Một giờ sáng hai mẹ con, lúc đó em đang ở cử mà, một giờ sáng hai mẹ con phải ôm nhau chạy ra khỏi nhà. Tại vì cái nhà đó đất nè, sạn nè, tất cả mọi thứ nó rớt rồi đuổi. Xong rồi một giờ sáng chồng em ôi giờ giờ có nghe gì không? Thì mình biết là cái nhà cái bên nó làm rồi, nó đào hầm cho nên là nó đóng cặp rất, cái cọc đó, nó rất là sâu mà có mấy ngày nó rút lên, thì đâm ra nó rút sớm quá. Thì chiều hôm đó trời mưa, thì tối hôm đó nhà em bắt đầu nó có cái biểu hiện là nó nghiêng, mà nhà em năm lầu nó đang thẳng ra nó nghiêng nhà chị đó, mà cái bên là không có một cái nhà nào để chống cự để mà cản lại hết, nó đang làm mà. Thì một giờ sáng chồng em lên thấy tình hình như vậy, ông không có dám nói sợ tụi em hoảng hồn. Thì ông mới lên ông hỏi tất cả mọi người, bà ngoại rồi hỏi bà vú, hỏi em là có nghe gì không. Thì mới nói kêu không hiểu, giờ một giờ sáng cái chú hàng xóm giờ này còn tưới cây để làm gì mà nghe sột sột sột. Còn mẹ em á thì nghĩ là chú nhà hàng xóm một giờ sáng đang sửa gì mà giờ này còn xây gì vậy. Xong thì ổng đã nghi rồi, thì ổng mới nói kêu thôi mọi người cứ ở đây đem xuống coi nhà sao. Thì ổng vừa chạy xuống thì ổng nhìn là hai cái nhà của em với nhà hàng xóm kế bên nó tách ra bao nhiêu nè chị. Thì lúc đó ổng sợ quá, ổng mới gọi điện lên cho mẹ em liền. Thì mẹ em có mở loa, mẹ em mới nói là mẹ ơi chết rồi mẹ ơi, cái nhà của mình nó bị nghiêng. Thì khi mà em